là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần thành lập sớm nhất tại Việt Nam. Trải qua chặng đường 25 năm hình thành và phát triển, đến nay, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á SeaBank đã được khách hàng biết đến như là một trong những ngân hàng tiêu biểu ở Việt Nam. Trong mọi hoạt động, SeaBank luôn được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đánh giá, xác nhận là một trong số các ngân hàng hoạt động ổn định, thanh khoản tốt, có uy tín trên thị trường tài chính ngân hàng và xếp hạng trong nhóm 14 ngân hàng nắm giữ 90% thị phần ngân hàng tài chính tại Việt Nam. Trên nền tảng công nghệ tiên tiến của phần mềm quản trị lõi ngân hàng T24 Temenos phiên bản mới nhất R15 cùng hệ thống Data Center theo tiêu chuẩn quốc tế TIA3, hệ thống chuyển mạch Cisco Nexus 7000, hệ thống server IBM P595, SeaBank đi tiên phong trong việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng hiện đại nhằm phục vụ tất cả các nhu cầu giao dịch và đảm bảo lợi ích của khách hàng như Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking, Contact Center, Autobank, thẻ ATM. SeaBank cũng là một trong số ít ngân hàng tại Việt Nam trở thành thành viên chính thức của cả hai tổ chức thẻ quốc tế hàng đầu Visa và Mastercard, đồng thời cũng là đại lý của Western Union tại Việt Nam. Là ngân hàng triển khai đồng bộ xác thực theo tiêu chuẩn EMV hiện đại, ngân hàng triển khai hiệu quả đồng bộ dịch vụ ngân hàng tự động Autobank đa dịch vụ. Phát huy những ưu thế sẵn có của mình, SeaBank đặt mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ dẫn đầu và được yêu thích nhất, cung cấp đầy đủ và đa dạng các sản phẩm và dịch vụ tài chính cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp lớn. Xuất phát từ định hướng đó, chuỗi sản phẩm, dịch vụ bán lẻ với nhiều đổi mới dựa vào nhu cầu thực tế của khách hàng cá nhân được SeaBank liên tục đưa ra. Với mỗi nhóm khách hàng, SeaBank đều cung cấp những sản phẩm chuyên biệt, đa tiện ích, mang đến những giải pháp tài chính hoàn hảo cho khách hàng. Để tạo sự độc đáo, khác biệt, SeaBank đã nghiên cứu và triển khai thành công dịch vụ ngân hàng ưu tiên Premium Banking. Dịch vụ này nhận được nhiều lời khen từ các khách hàng cao cấp, góp phần thay đổi diện mạo và nâng tầm chất lượng dịch vụ của ngân hàng. Đồng thời, SeaBank đã cho ra mắt thẻ Sea Premium. Đây là sản phẩm thẻ ghi nợ quốc tế Visa hạng Platinum được thiết kế và phát hành riêng cho khách hàng cao cấp của SeaBank, cho phép chủ thẻ sử dụng thẻ trên cơ sở số dư trong tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng mở tại SeaBank. Đặc biệt, SeaBank còn hợp tác với những đối tác lớn hàng đầu tại Việt Nam triển khai mở thẻ đồng thương hiệu, mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng như thẻ đồng thương hiệu Mobifone SeaBank Visa, thẻ Mercedes Platinum Visa do SeaBank phát hành, thẻ SeaGolf Platinum Visa trên cơ sở hợp tác giữa SeaBank và tập đoàn BRG với nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho các cầu thủ. Ở phân khúc khách hàng doanh nghiệp, SeaBank đã có bước tăng trưởng vô cùng ấn tượng nhờ chính sách ưu đãi đặc biệt về phí dịch vụ, lãi suất, sản phẩm chuyên biệt phù hợp với khách hàng. SeaBank đã thành công trong việc kết nối với các doanh nghiệp lớn như Vietnam Airlines, Mercedes-Benz Việt Nam, Mobifone, các tổng công ty thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các tổng công ty thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Big C Việt Nam, Central Group, BRG Group, Thaco. Trên cơ sở đó, SeaBank thành công thu xếp vốn tài trợ nhiều dự án lớn thuộc các lĩnh vực kinh tế trọng điểm như dầu khí, hàng không, thương mại dịch vụ thông qua các hợp đồng tín dụng có giá trị hàng trăm triệu đô la Mỹ. Bên cạnh việc phát triển kinh doanh, SeaBank luôn chú trọng các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng. Trong giai đoạn 2011-2017, SeaBank đã thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội có ý nghĩa tại các địa phương trên khắp cả nước với ngân sách hơn 30 tỷ đồng. Chương trình từ thiện Xuân Yêu Thương, SeaBanker Vì Trẻ Thơ và tuần lễ công dân được phát động thường niên trên hệ thống SeaBank với số tiền lên tới hàng tỷ đồng đã giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn trong lĩnh vực y tế, giáo dục và môi trường. Đặc biệt, SeaBank chính thức thành lập quỹ học bổng Ươm mầm ước mơ để trao tặng các suất học bổng, hỗ trợ khuyến học cho các em học sinh nghèo hiếu học, các tài năng trẻ trên khắp mọi miền Tổ quốc. Hiện quỹ đang nhận đỡ đầu cho các em học sinh nghèo trên toàn quốc với mức hỗ trợ 1 triệu đồng một tháng một cháu cho đến khi học hết lớp 12. Mục tiêu phát triển bền vững đã được SeaBank hiện thực hóa bằng những hoạt động an sinh xã hội mà ngân hàng đã, đang và sẽ triển khai trong thời gian tới.
Hàng loạt các giải thưởng và danh hiệu cao quý mà tổ chức trong nước và quốc tế trao cho SeaBank ghi nhận những đóng góp của SeaBank đối với sự phát triển kinh tế, xã hội đất nước. Tiêu biểu như Huân chương Lao động hạng 3 năm 2012, Huân chương Lao động hạng 2 năm 2017 của Chủ tịch nước, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng các bộ ngành trung ương và các doanh nghiệp tổ chức uy tín quốc tế. SeaBank liên tiếp được ghi nhận và trao tặng nhiều giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế. Doanh nghiệp vì cộng đồng của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN, Ngân hàng vì cộng đồng tốt nhất Việt Nam và Ngân hàng có sản phẩm cho vay mua ô tô tốt nhất Việt Nam của Global Banking và Finance Review, Dịch vụ cho vay mua ô tô tốt nhất Việt Nam của Asian Banker, Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội và phát triển cộng đồng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Dịch vụ thẻ tín dụng sáng tạo nhất Việt Nam của International Finance Magazine, Dịch vụ quản lý dòng tiền tốt nhất của Global Finance Market Review. Trên nền tảng của những thành công đã đạt được, SeaBank tiếp tục kiện toàn, mở rộng mạng lưới cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, an toàn trong mọi hoạt động. SeaBank luôn chuẩn bị sẵn sàng để mang lại nhiều lợi ích tối đa cho các khách hàng, đối tác và cổ đông và nỗ lực tạo dựng thành công, đóng góp quan trọng vào sự phát triển nền kinh tế Việt Nam. SeaBank, kết nối giá trị cuộc sống.